Hôm nay mình sẽ review sơ cái vấn đề về lớp brain plug. Đây là lớp không brain plug và đây là lớp brain plug của BMW. Thì lớp brain plug thì ở bề mặt thành vỏ, đây là cái đế nha. Chúng ta thường kính xúc xe như thế này. Đó. Thì khi mà xe sẹp hết hơi thì cái này mọi người nhìn nè, không thể bóp lại được. Thì nó dùng cái này, phần lõi sắt này để giữ cho cái xe mình dù sẹp hết hơi vẫn không có bị đụng vô phần niềng niềng xe, gọi là mâm xe. Còn phần lớp thường thì bề mặt này cũng chạy như vậy, nhưng vì lớp thường nó được nó lớp thường nó sẽ bị phần thành lớp vỏ mỏng, nên khi mà sẹp hết hơi nó sẽ như vậy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ dễ đụng và hư niềng. Vì vậy các xe BM đa phần dùng lớp brain plug thì sẽ không xài nó nữa. Cái vỏ sơ cua là như vậy, sẽ tiết kiệm được trọng lượng xe rất là tốt. Năm tiêu chí của lớp brain plug chính hãng BMW bao gồm: được cân chỉnh tiêu chuẩn phù hợp với từng xe phân phối; thứ hai, đã trải qua được kiểm tra chất lượng chi tiết trong quá trình sản xuất; thứ ba, mang lại hiệu suất cao khi sử dụng; thứ tư, trang bị công nghệ an toàn tối tân nhất của lớp xe brain plug; thứ năm, là giảm thiểu tối đa khả năng trượt bánh, thiếu bấm đường của chiếc BMW. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đừng quên để lại cho mình một đăng ký để theo dõi. Chào và tạm biệt các bạn.